Cậu có biết tại sao tôi đưa cậu đến đây không? Vì ngay thẳng hay vì tình nghĩa? Không phải vì tôi đẹp trai sao? Cậu cũng biết đùa nhỉ? Tôi nói thật đấy ạ. Chúng ta uống chén trà nhé. Vâng. Tôi đã hy vọng một ngày nào đó sẽ có một người xuất sắc hơn tôi xuất hiện. Tôi và chủ tịch Ma của tập đoàn Trơn Ha, đó là mối quan hệ thân tình, và phu nhân của trưởng công tố là giám đốc tập đoàn Trơn Ha, Sơ Du Kiêng. Khi đối mặt với những kẻ mạnh, cậu phải ghi lòng tạc dạ mọi lúc mọi nơi. Cầu sinh bất năng, cầu tử bất đắc. Tức là muốn chết thì nhất định phải sống, muốn sống thì nhất định sẽ chết. Trưởng công tố là người hâm mộ tướng quân Lý Thuấn Thần sao? Cô gái ở cùng anh đâu? Anh bỏ đâu rồi? Anh ném ra ngoài cửa sổ rồi. Anh sẽ sớm bị bắt vì tội giết người. Em quên anh là cháu đích tôn của tập đoàn Trơn Ha ư? Kể cả anh có giết người thật thì việc đó bà anh cũng chỉ giải quyết sau một giấc ngủ trưa thôi. Em kiểm tra thử nhé. Du Sê Dân, em điên à? Nếu điên mà có thể giết được anh thì em cũng muốn điên đấy, Du In Ha. Đồ xấu xa. Du Sê Dân, chúng ta dừng lại đi. Anh nói gì? Em là hình ảnh đại diện của mẹ em. Anh là hình ảnh đại diện của bà anh. Anh không thích em. Anh tưởng em không cảm thấy giống anh chắc. Sao em không để anh đi? Em không thích anh đúng không? Dẹp bỏ lòng tự trọng trước khi nó bị dày vò hơn đi. Em muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Thứ em muốn là anh sao? Không, cái em cần không phải là anh, mà là vị trí cháu dâu của tập đoàn Trơn Ha. Tuyệt vời. Ý em là chúng ta chỉ cần làm đám cưới rồi mạnh ai nấy sống. Thật may, cuối cùng chúng ta cũng tìm được tiếng nói chung. Nếu anh từ chối thì sao? Nghe nói hiện tại bố em đang chăm sóc tập đoàn Trơn Ha. Nếu anh đối xử tệ với em thì chiến tranh sẽ nổ ra. Đây không phải là cuộc đối đầu giữa Du Sê Dân và Jun In Ha, mà là giữa trưởng công tố Du Bơm Sấp. À không, giữa ngành công tố Hàn Quốc với tập đoàn Trơn Ha. Rất thú vị đúng không? What do you like? Cái gì thế này? Chuyện gì thế hả Trương Hê Su? Gì thế này? Cậu là vị khách đầu tiên được mời nhá, Jin Sơn Mi. Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Chúc mừng cậu. Lần này cậu sẽ không viện cớ trì hoãn nữa chứ? Không phải viện cớ mà là có lý do chính đáng. Nếu đưa thiếp mời ngay sau khi anh ấy thi đỗ chứng chỉ luật sư thì chẳng khác gì việc tạo áp lực tặng quà cưới đối với các tiền bối tinh hoa.
đó là một lý do. Sau đó thì sao hả? Chọn được ngày cưới nhưng mẹ chồng bị vỡ ruột thừa có đúng không? Chúng tớ phải lo đám tang bà ngoại của bố Han Biên nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ đó là một cái cớ phải không? Không như cậu nghĩ đâu, mẹ chồng tớ rất yêu quý tớ mà. Sao anh Jiho không nhập hộ khẩu cho Han Biên? Tớ nói với cậu rồi mà, tại thời điểm kiểm tra giấy chứng nhận quan hệ gia đình, anh ta sợ mọi người biết mình là ông bố đơn thân trước khi kết hôn sao? Từ giờ cậu đừng làm lao công nữa. Nhờ công việc này mà tớ mới hỗ trợ được bố Han Biên và có cái ăn cái mặc, tớ cũng học hỏi được nhiều nữa. Làm việc chăm chỉ và tiêu tiền phóng khoáng, đó là tôn chỉ của tớ. Lần này cậu cũng đừng đưa ra lý do kỳ quặc nữa đấy. Tớ cho cậu ăn nấm ngay. Vào chiến đấu với bài kiểm tra tiếng Anh thôi. Đi nào. Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp. Bé Cún có đi học không? Hôm nay cháu cũng gói cả đống đồ ăn để biếu rồi phải không? Cô nói gì khó nghe thế? Chúng cháu là một gia đình mà cô. Gia đình cái gì? Hai đứa đã làm lễ cưới đâu. Đề nghị trật tự. Tập trung làm bài kiểm tra đi. Họ đang lộng quyền, vi phạm quyền cá nhân. Phó giám đốc Minson Chân kiểm tra tiếng Anh hàng quý à? Vâng. Hình như khách hàng nước ngoài than phiền có nhiều lúc họ gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Vì thế mà phó giám đốc kiểm tra tiếng Anh từ nhân viên lao công cho đến nhân viên hợp đồng sao? Làm như thế có đúng với luật không? Phần lớn nhân viên là của các nhà thầu phụ của tập đoàn Trơn Ha. Phó giám đốc cho làm bài kiểm tra tiếng Anh không liên quan đến công việc lao công có thể coi là định kiến và có thể gây ra tranh cãi. Sơ Jun Ho 20 điểm. Bin Chun Gia 0 điểm. Jin Sun Mi 30 điểm. Cô không những không phân biệt được nhà vệ sinh với bồn cầu mà còn đánh vần sai nữa. Cô không biết đánh vần cả tên trung tâm thương mại Trơn Ha Vivip Tulip sao? Bà Trương Minh Gia viết, tôi không biết. Không biết mà tự hào thế ư? Tôi đã viết bằng tiếng Anh rồi mà. Phó giám đốc sẽ tiếp tục công khai điểm số ạ? Theo điều 76 luật lao động, người sử dụng lao động lợi dụng chức vụ gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần cho người lao động ngoài phạm vi công việc, có nghĩa là pháp luật nghiêm cấm những hành vi sỉ nhục người khác. Hành động như vậy sẽ bị coi là vi phạm quyền hiến pháp. Cô là ai? Tôi là Trương Hê-su, nhân viên lao công chuyên trách của tập đoàn Trơn Ha. Cô học luật hay sao mà phán về luật ghê thế? Đúng rồi, Hê-su nhà tôi tốt nghiệp trường luật ra đấy. Cô ấy là thí sinh chuẩn bị thi lấy chứng chỉ luật sư. Tôi không học luật chính quy mà học phi chính quy vào ban đêm. Tôi chưa tốt nghiệp mà bỏ học giữa chừng. Tôi cũng đã từ bỏ việc thi lấy chứng chỉ luật sư. Hiện tại, cô đang làm việc trong một công ty vệ sinh chúng tôi thuê. Đúng vậy. Đây là lý do vì sao không nên đối xử với những kẻ dưới quyền như con người, bởi vì bọn họ tưởng họ xứng đáng là con người. Tôi được biết pháp luật là công bằng, không phân biệt đối xử. Câm miệng. Cô làm gì thế, thư ký An? Phó giám đốc đừng làm thế. Việc này có thể khiến cho vấn đề của tập đoàn Trơn Ha trở nên phức tạp đấy. Trương Hê-su đã chọn được ngày kết hôn phải không? Vâng. Phía công tố viên Kang Ji-ho vẫn chưa thông báo chính thức ạ. Anh ta vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất đối với các bà mối. Nếu không phải là duyên phận thì họ đã chia tay rồi. Như giám đốc đã đề cập, công ty vệ sinh của Trương Hê-su đã ký hợp đồng phụ trách mọi công việc vệ sinh liên quan với tập đoàn Trơn Ha. Việc đó phải không được liên quan gì đến tôi. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi sẽ ghi nhớ việc này. Tôi vừa nghe được thông tin từ phòng thư ký của chủ tịch. Gần đây giá cổ phiếu lao dốc mạnh do bài báo về vụ bê bối của giám đốc Du Min Sung. Niềm tin dành cho giám đốc Du không còn như trước nữa. Chắc chắn giám đốc Du sẽ nhận chức. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi. Giám đốc phải trở thành giám đốc điều hành chứ. Ai cho phép cô nói như thế? Nếu tôi nghe thấy một lần nữa, tôi không để yên cho thư ký An đâu.
danh sách lễ vật của cô dâu. Cái này rất tuyệt và cũng rất ấn tượng. Bố mẹ tôi muốn gặp anh. Vậy cuối tuần này anh có thời gian không? Tôi bảo mẹ tôi sắp xếp lịch cho phù hợp. Không, cô làm thế không đúng trình tự. Cô phải lựa chọn người đàn ông cô muốn giới thiệu chứ. Anh nói gì? Anh vừa nói anh rất ấn tượng với danh sách cơ mà. Đây là danh sách mà ngay cả những người vĩ đại hơn tôi cũng rất hài lòng. Tôi có cuộc hẹn khác rồi, xin lỗi cô. Tôi xin lỗi phó trưởng công tố. Cậu thích bác sĩ hay là chủ nhân tòa nhà Cang Nam? Này, tiêu chuẩn của cậu là gì hả? Tôi vẫn chưa nghĩ đến phụ nữ. Tôi nguyện dốc hết sức lực để thực hiện công lý và làm cho nước Hàn Quốc công bằng. Này này, đừng có dốc sức. Cậu đúng là có vấn đề thật rồi. Một vừa hai phải thôi. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng xin thưa phó trưởng công tố, tôi vẫn chưa có thời gian nghĩ đến phụ nữ. Đừng nói đến chuyện đó nữa.